là khách hàng của Novaland và đầu tư có hiệu quả, cho nên là hôm nay thì Hoàng Kỳ đã xuống tận Mũi Né, Phan Thiết để tham quan dự án Nova Hill, một biệt thự nghỉ dưỡng của tập đoàn Novaland. Dự án này thì nằm trải dài từ trên đỉnh đồi đi xuống dưới biển mà chúng ta hay gọi là Tọa Sơn Hướng Thủy. Hoàng Kiều đã cảm nhận được cái không khí cũng như phong thủy nơi này vô cùng là lý tưởng. Thời tiết thì từ sáng cho đến tối lúc nào cũng mát mát. Thiết kế của khu dự án thì nó ảnh hưởng của những thiết kế của Tây Ban Nha, vô cùng là độc đáo. Có lẽ là Bằng Kiều chưa thấy ở Việt Nam. Một điều nữa mà Bằng Kiều muốn chia sẻ cùng quý vị rằng từ Sài Gòn về đây thì rất là gần, đường rất đẹp. Đây là một cái dự án vô cùng lý tưởng đối với Bằng Kiều vì nó rất hợp lý về tất cả mọi thứ, địa hình, địa thế, thiết kế cũng như là giá cả. Bằng Kiều đã quyết định là sẽ đầu tư.